Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về hình ảnh một cô nàng Mickey đang nhảy múa nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thế nào. Mình xin tô năm màu hồng. Chứ này là sẽ không làm được. Màu vàng cho